Thưa quý vị, đảm bảo an toàn thực phẩm học đường là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Tại thành phố Vũng Tàu, nội dung này được các nhà trường có tổ chức bán trú đặc biệt quan tâm thực hiện. Trường mầm non Trúc Xanh ở phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu có 540 trẻ. Nhà trường phục vụ 3 bữa sáng, trưa và xế với hơn 1.600 suất một ngày. Chăm sóc trẻ mầm non, lứa tuổi còn non yếu về thể trạng, hệ tiêu hóa. Công tác an toàn thực phẩm được nhà trường đặc biệt chú trọng. Ở tất cả các khâu, thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh không gian bếp, không gian sinh hoạt của trẻ, vận chuyển thức ăn đến trẻ. Tất cả các cái đồ đạc mà để đựng thức, đặc biệt là đựng thức ăn chính của trẻ là hoàn toàn bằng inox. Hàng năm chúng tôi đều mua sắm bổ sung những cái trang thiết bị đảm bảo cho công tác vệ sinh an toàn cho các cháu. Tất cả các cái khâu từ khâu giao nhận thực phẩm cho đến tiếp nhận rồi đến sơ chế rồi đến chế biến rồi thành phẩm cho các trẻ là phải đảm bảo một cái quy trình bếp một chiều. Không có điều kiện để tổ chức bếp ăn tập thể, trường tiểu học Chi Linh ở phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp uy tín, tổ chức phòng ăn đảm bảo vệ sinh, đảm bảo quy trình chia thức ăn, lưu mẫu thức ăn. Để đảm bảo an toàn cho các em, tổ bảo mẫu sẽ ăn trước 30 phút. Nếu không có bất thường, nhà trường mới tổ chức cho học sinh ăn. Chúng tôi phải có những cái quy ước chung giữa nhà trường và công ty cung cấp suất ăn là phải đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là cái nguồn gốc của thực phẩm phải là tươi. Thành phố Vũng Tàu có 87 trường mầm non và tiểu học với hơn 43.600 học sinh bán trú. Trong đó, 100% trường mầm non có bếp ăn tập thể và 2/28 trường tiểu học có bếp ăn tập thể. 26 trường tiểu học còn lại đặt suất ăn công nghiệp phục vụ bán trú cho học sinh. Công tác an toàn thực phẩm luôn được các nhà trường thực hiện nghiêm theo quy định, ở mọi khâu, từ nguyên liệu đến thành phẩm. Song song đó, ngành y tế thành phố thường xuyên thanh kiểm tra các bếp ăn để vừa cập nhật những kiến thức về an toàn thực phẩm cho các nhà trường, vừa hướng dẫn điều chỉnh những thiếu sót nếu có. Từ ý thức trách nhiệm chung, 5 năm trở lại đây, thành phố Vũng Tàu không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm ở trường học.